Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cài đặt máy Canon 700D để có nhiệt độ cao. Thì mình để sẵn ở đây rồi cho các bạn luôn. Ở đây, cái máy 700D này, nếu bạn nào mua mà cái firmware của nó mà chưa được lên 1.1.4 thì các bạn nên tải về cái firmware này để nó cho mình sử dụng cái firmware mới nhất để cài được cái nhiệt độ cao. Thì trước tiên các bạn vào cái trang web này các bạn download về cái phiên bản firmware của nó. Đây, 1.1.5 các bạn nhìn thấy không? Ở đây có bây giờ thì ở đây mình có tải về rồi, mình tải về máy mình rồi. Đây đây mình xong rồi, mình giải nén nó đây luôn. Sau khi các bạn tải về giải nén xong, các bạn copy cái này vào cái thẻ nhớ của mình. Thí dụ như đây là cái thẻ nhớ mình ha, là thẻ nhớ mình bắt vào đây. Các bạn nhớ bắt là nằm ngoài luôn nha, đừng có bắt vào những cái folder nào hết á, bắt nó nằm ngoài vậy luôn này. Rồi rồi khi các bạn bắt vào đây rồi thì nó nằm trong thẻ nhớ mình rồi. Sau đó các bạn rút thẻ nhớ ra, gắn vào cái máy chụp hình của mình và bước tới đây. Mình xin các bạn chuyển qua cái phần mình copy và mình làm trong máy cho các bạn coi luôn. Đến đây mình xin tạm dừng lại ở đây để mình làm tiếp tục cái phần máy đó cho các bạn coi. Đây, các bạn xem đây, cái phần này mình làm tiếp theo. Thì trước tiên các bạn bỏ thẻ nhớ vào máy rồi, sau đó các bạn tắt máy, tháo ống kính ra. Tháo cái ống kính ra này thì hiện tại ống kính của mình nó còn một cái máy, vì cái máy của mình đã update rồi cho nên mình cũng có tháo. Còn các bạn mới làm đầu tiên thì tháo ống kính ra nha. Và sau đó các bạn chuyển cái chế độ chụp qua chế độ B đây, để cho máy nó tự động nó làm hết cho mình. Các bạn nhớ ha, các bạn nhìn nhìn mình làm ha. Đó, xong rồi đưa lên, mở máy lên. Rồi, các bạn nhìn thấy menu này. Các bạn vào menu. Từ đợi xíu nha. Rồi, vào menu. Các bạn chọn đến cái mục firmware của nó. Hiện tại cái máy của mình là firmware, là phiên bản các bạn thấy rồi đó. Chọn cái mục firmware nha. À, cái mục firmware các bạn nhìn thấy chưa? Đó, một firmware. Rồi tiếp tục bấm chữ set, nó hiện lên vậy, các bạn thấy chưa? Ở đây nó có phiên bản cho mình là 1.5 này, nhưng mà mình đã làm rồi, mình đã làm rồi đây. Và sau đó mình chuyển qua cái phần ok, mình bấm set nó. Thì khi các bạn bấm set là tự động máy nó chạy, nó nhận dạng luôn cho rồi phần mình, phần này đó. Ở tới đây mình xin tiếp tục chỉ các bạn phần tiếp theo. Ở đây mình xin tạm dừng ở đây ha, chào các bạn. Các bạn đợi tiếp mình cái phần tiếp theo chỗ này ha. Hello, xin chào các bạn. Tới đây mình sẽ làm tiếp tục cái bước tiếp theo của nó ha. Hồi nãy mình đã nâng cấp được cái phiên bản nguyên của nó rồi, 1.1.5 rồi. Bước tiếp theo là các bạn đút cái thẻ nhớ vào máy tính của mình để mình tải cái này tiếp tục. Thì các bạn tải ở đây, cái kênh này này, tải ở đây. Các bạn tải cái phần mềm này về, thì ở đây mình tải rồi. Mở cho các bạn coi. Thì mình tải xong nó ra cái này, mình giải nén ra có được ba mục này ha. Rồi các bạn copy ba cái mục này vào cái thẻ nhớ của mình lại. Thì trong thẻ nhớ của mình lần trước mình đã update cái phiên bản Windows của nó. Thì mình làm xong rồi mình xóa cái này đi. Các bạn nhớ format thẻ xóa cái này luôn để cho hai cái nó không đụng nhau. Mình chỉ xài cái kia thôi, cái này đã làm rồi thì mình xóa đi. Bạn xóa cái này. Rồi mình copy cái kia. Mình copy nguyên ba cái này luôn. Ba cái này luôn. Copy. Ví dụ đây là thẻ nhớ của mình bắt trở lại này, bắt cho thẻ nhớ bắt ở ngoài luôn nha, bắt ở ngoài luôn. Rồi ok. Sau khi mình bắt cho rồi, mình tháo thẻ nhớ ra. Mình là đút vào máy một lần nữa, mình làm bước tiếp tục. Thì mời các bạn xem tiếp bước tiếp theo ha. Tiếp tục là các bạn cũng làm như vậy nha. Bước trước là mình tháo ống kính ra, bước này cũng vậy luôn, tháo ống kính ra, chuyển cái máy mình qua chế độ B, các bạn thấy không? Đó, cái chế độ B. Sau đó các bạn xem vào menu này, vào menu tìm tới cái phiên bản Windows của nó đây này. Bây giờ hồi mình đã up lên là 1/4 rồi, bây giờ mình cũng vô đó lại luôn. Đây, bây giờ là mình up cái này, là mình up cái phần mềm nhiệt độ cao. Còn hồi nãy là mình đã up cái phiên bản 1.1.4 rồi. Còn bây giờ là up phần mềm nha, các bạn nhớ này, coi này, đó. Chọn qua một ok, từ từ nha, từ từ. Rồi bấm ok, bấm chữ ok, các bạn set
xét nó úp nè, xem mày chạy ha. Các bạn xem nó chạy nè. Đó, các bạn thấy chữ Magic trong Lantern không? Đó, phần mềm Magic Lantern đó là phần mềm mà cho cái máy mình có nhiệt độ cao đó. Black Wire Reset Camera. Thì trong lúc nó làm chạy như vậy, nó lại xong rồi đó. Ở đây ở dưới các bạn nhìn thấy số 49 không? 48 nhảy từ từ không? Thì ở đây nó muốn mình là có xác thực update hay không? Nếu mà mình update thì mình để cho nó chạy, mình tắt máy đi. Tức là cái này để mình gỡ ra đó, mình muốn gỡ nó đi. Thì nó có hai cách, một là nó đang nhảy là số này nè. Nếu mà nó nhảy hết cái số này tức là nó sẽ trả lại. Còn các bạn xác định là sai thì các bạn tắt máy đi. Mình tắt máy này, mình muốn xác định sai nha, mình sai mình tắt máy. Rồi. Các bạn thấy chưa? Nó báo là reset máy. Đó, tắt máy. Sau này các bạn mở lên lại sai. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn xài luôn nha. Các bạn muốn xài cái phần mà nhiệt độ cao đó thì bấm vào đâu, các bạn nhìn cái phần tay của mình chỉ vào này đó. Cái thùng rác. Có nút thùng rác các bạn kích vào đó. Rồi, kích vào. Các bạn thấy nhiệt độ cao chưa? Khi mà mình update vô thì máy Canon nó cho hỗ trợ những cái phần mềm này vô cái máy của mình. Hỗ trợ các bạn xài. Đó, nó hỗ trợ rất là nhiều. Các bạn nhìn dĩa này. À. Các bạn muốn tăng nhiệt độ cao thì các bạn rê cái nút ở trên cái nút chụp của mình á. Đó, đây nút đó ha, nó nhảy cho mình nè. Đó. Rồi các bạn nhả ra thì bấm menu, các bạn quay về lại thì bấm menu nha. Từ từ đợi xíu, rồi bấm menu. Có ISO quay ba lần thì có hết. Các bạn nhả về lại thì bấm menu đi ha. Đó, ISO nó nhảy lên các bạn thấy không? Đó. Nhảy lên, xài trong này luôn. Đây. Các bạn thấy nhiệt độ cao đó là báo chưa? Đó, 5400 nè, các bạn thấy chưa? Đó. Bây giờ tuy nhiên tình trạng của máy mình đang hiện trạng như vậy này, muốn xài nhiệt độ cao lại thì bấm vào thùng rác, cứ nhớ đi. Bấm vào thùng rác nó hiện lên các bạn nhiệt độ cao. Các bạn set nó. Bấm chữ set nó rồi các bạn rê chuột ở trên. Rê chuột ở trên. Nó nhảy. Ok, đó sau khi mình chỉnh xong nó báo là nhiệt độ 5000 đó ha. Đến đây, mình nghĩ là các bạn đã biết rồi. Hiểu rồi. Các bạn cần nào còn thắc mắc cái gì nữa thì cứ hỏi mình sau ha. Mình ở đây mình xin tạm chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn lại một cái video khác.